Xin hỏi chuyên gia bác sĩ Phạm Minh Trịnh, hiện tại trên địa bàn Lãng Công huyện Sông Lô mình là cũng có rất nhiều các trang trại to đang bị áp lực cái bệnh dịch tả châu Phi, chưa biết xử lý bằng cái cách như nào để có hiệu quả cao nhất. Okay, cảm ơn anh Khổng Kiên với câu hỏi vô cùng tuyệt vời. Vậy thì như các bạn đã biết rằng là cái hiện tượng mà heo nó bị dịch tả châu Phi, đó là một trong những cái rủi ro, một trong những cái áp lực dịch bệnh quá nguy hiểm ở trên đàn heo của Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vậy thì để mà kiểm soát được dịch tả châu Phi ấy, thì chúng ta có hai biện pháp. Biện pháp số 1 là chúng ta phải sử dụng cái vaccine để phòng bệnh dịch tả châu Phi. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại bây giờ, tôi vẫn chưa thấy một cái thông tin nào chính thống về việc có vaccine dịch tả châu Phi bán ở trên thị trường, mà đang gọi chờ đợi. Cái giải pháp thứ hai là người ta áp dụng là an toàn sinh học. Thì trong cái biện pháp an toàn sinh học nó có 3 cái biện pháp kết hợp như sau. Biện pháp số 1 là chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ sử dụng vaccine để chống tất cả các mầm bệnh ở trên đàn vật nuôi. Ví dụ như là tai xanh này, lở mồm long móng này, sơ cô này, xuyên này, hoặc là một số những cái bệnh liên quan đến giả dại, ví dụ như thế. Cái biện pháp số 2 chúng ta cần phải áp dụng đó chính là biện pháp là sử dụng thuốc kháng sinh để giảm áp lực mầm bệnh. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng sinh định kỳ để giúp cho giảm áp lực mầm bệnh xuống, để khiến cho con heo nó khỏi bị lây lan dịch bệnh. Và cái giải pháp thứ 3 mà đang kết hợp song song ấy, đó chính là vệ sinh chăm sóc sát trùng. Thì trong cái công đoạn mà sát trùng ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc sát trùng là vua sát trùng. Nó có thể tiêu diệt được 260 loại virus, 650 loại vi khuẩn khác nhau. Và quan trọng nhất là nó có thể tiêu diệt và vô hoạt và tiêu diệt cái virus dịch tả châu Phi ở cái liều là 5 ppm. Vậy thì cái sản phẩm vua sát trùng là một trong những công cụ hữu hiệu khi mà chúng ta kết hợp với các biện pháp để thực hiện an toàn sinh học ở trên đàn heo để chống lại áp lực dịch bệnh dịch tả châu Phi. Bây giờ nếu mà quý anh chị em đang xem video clip của Phạm Xuân Trịnh thì các bạn có thể đến trung tâm thú y Kiên Vân nhé, ở khu vực cổng chợ Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, để các bạn có thể mua được những sản phẩm tuyệt vời của công ty Supervet của Phạm Xuân Trịnh, nhất là cái sản phẩm vua sát trùng để chống dịch tả châu Phi. Và cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Khổng Kiên, và cảm ơn anh chị em đã xem cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại.